không? Ai làm gì mà con bực mình vậy? Ma, con nhức đầu quá ma. Thiệt, má thật không hiểu con. Vợ chồng mới đám cưới mà mấy đêm liền thức giấc á, má đều thấy con ngồi ở đây. Con Liễu nó có lỗi gì với con chứ? Vì Liễu không có lỗi nên con mới thấy bực, mới nhức đầu. Ma, tại sao má biết con không có yêu Liễu mà má vẫn cưới về? Lại cưới gấp nữa, không kịp cho con suy nghĩ tính toán cái gì hết. Má, bộ má không biết là con đang... Đang cái gì? Có phải là con đang có nhân tình không? Không, con chưa hề để ý một cô gái nào thì làm gì có nhân tình. Nhưng con... Nếu con không chịu, sao lúc má lo đám cưới cho con không cản má? Con vừa mở lời là má vật vã khóc lóc, một hai đòi chết theo ba con. Con chửi con là con bất hiếu, ngỗ nghịch đủ thứ. Làm sao con dám nói? Hồng ơi, không phải má muốn dùng quyền làm mẹ áp bức con đâu. Má làm như vậy chỉ vì má lo cho con, má lo cho họ Trần. Nhưng Hùng ơi, gia tộc bên nội con trước sau. Con nghĩ vậy là tốt. Con có thương má thì hãy cố gắng hòa hợp với vợ con. Má chỉ mong hai con sanh cho má một đứa cháu nội trai là má yên tâm giao nhà giao cửa cho vợ chồng con, rồi má về dưới để gần gũi mồ mả ông bà và ba con nữa. Quê ngoại mình ở đâu vậy má? Dữ hồn, đến bây giờ mới hỏi thăm bên ngoại của nó. Ngoại của con ở Sa Đéc á. Dạ, mời bà cậu hai mợ hai xuống dùng cơm. Nè, hai vợ chồng xuống ăn cơm với má nghe không? Má với Liễu ăn cơm trước đi, con muốn yên tĩnh một chút mà. Được, để má biểu vợ con nó nấu cháo thịt cho con ăn nha. Má à, tốt hơn má cho con ngủ một giấc là hết hà. Má chiều ý con, nhưng chỉ một bữa nay nữa thôi nha. Mai mà con như vậy nữa là má bỏ con luôn đó. Dạ, má yên tâm, con không có cãi má nữa đâu mà. Cái thằng mẹ cha nó lớn đầu có vợ rồi mà còn nhõng nhẽo. Má đâu biết là con đang có bệnh nan y.
biết phải làm sao đây. Không thể cho má biết được việc này. Còn nếu vào bệnh viện, lỡ có bề nào, má đã già, làm sao chịu nổi tai biến này. Còn Liễu, mình không yêu Liễu, sao lại bắt người ta phải cực khổ chăm lo cho mình. Phải rời nhà một thời gian thôi, mai ra. Đúng rồi, phải đi đâu cho má mình không tìm được kìa. Má kính yêu của con, thưa má, con đã suy nghĩ kỹ. Má đã bỏ công nuôi dạy con khôn lớn, lại lo gia thất cho con, mà con thì chưa làm nên sự nghiệp, thì làm sao xứng đáng làm chồng làm cha và trả hiếu cho má được hả má? Nay con xin phép má để thưa một việc, xin má hãy chấp nhận giùm con. Con có người bạn thân ở ngoại quốc mới về thăm nhà ở Nha Trang, nay mai sẽ trở qua bên ấy. Con muốn theo anh ấy để học hỏi và sẽ lo một nghề nghiệp vững chắc. Một vài năm con sẽ trở về. Má đừng buồn và đừng lo vấn đề tiền bạc. Bạn con sẽ lo cho con. Má thương, má đừng giận con. Má nói giùm với Liễu, con có lời xin lỗi. Con Trần Hữu Hùng. Má, tạm biệt má. Liễu, anh xin lỗi em. Xin lỗi. Ủa, ai mở cửa sớm vậy? À, chắc con Liễu nó đi chợ sớm. Tội nghiệp. Hùng à, Hùng, con thức chưa? Hùng ơi. Ủa? Nó đi đâu rồi cả? Gì đây? Trời ơi, Hùng, Hùng ơi, Hùng ơi, con muốn xuất ngoại mà đâu có cản, sao con lại giấu mà? Hùng ơi, đi thì hết, muốn qua sông cũng có xuồng ghe, thật khổ ghê. Sông sâu cá lội biệt tâm, 9 tháng cũng đợi, 10 năm cũng chờ. Chờ ngô, chờ hết mùa mận. Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào. Chờ anh cho tuổi em cao, cho duyên em muộn. Cho duyên em muộn, cho má đào em sai. Cô ơi, cô hai ơi, chèo đò ghé đây đi cô ơi. Không phải đò đâu ông ơi, xuống tôi chở rau bán mà.
Nghe câu họ thì giống như tâm sự của người thiếu phụ bị chồng bỏ đi xa. Sao giọng nói nghe trẻ quá vậy? Cô ơi, đò hay xù nhi cô cũng ghé vô giùm tôi một chút đi cô. Có chuyện gì vậy ông? Cô biết ở đây có nhà trọ nào không? Mới giờ này xe không còn mà đò cũng không có nữa. Nên tôi... Thời buổi này á, xe hay đò gì cũng ngại đi đêm hết à. Còn nhà trọ hả? Ở quê làm gì có. Vậy là khổ rồi. Thiên hạ ngại đi đêm. Còn cô, sao cô không sợ vậy? Còn anh ở đâu? Tôi ở Sài Gòn xuống, định kiếm người quen cũng xứ sở gần đây. Tôi đi ngày hôm qua cho đến bữa nay, kiếm không có được. Trong mình lại muốn bệnh nữa. Tôi sợ bị quỵ giữa đường, xứ lạ quê người, có một mình. Bà con ông tên gì? Ở đâu? Ông nói ra coi, nếu mà tôi biết được á, tôi đưa ông tới đó cho. Nói thật với cô, từ nhỏ tôi chỉ nghe má tôi nói thôi. Quê ngoại tôi ở Sa Đéc, Vĩnh Long gì á. Nhưng tôi chưa có đi lần nào nên không nhớ rõ. Trời đất á, kiếm bà con mà không biết ở đâu tên gì thì làm sao mà kiếm. Sao trước khi đi ông không hỏi kỹ má ông á? Tôi có chuyện đi gấp. Nhưng thế nào tôi cũng kiếm được mà. Cô à, hay là có thể nào cô cho tôi nghỉ tạm nhà cô một đêm, sáng tôi đi liền ha. Được không cô? Nghỉ tạm nhà tôi hả? Dạ. Thôi được rồi, ông xuống xuồng đi. Bước nhẹ nhẹ nha, coi chừng xuồng lật á. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc ông bị cảm rồi đó. Để về nhà tôi sắc cho ông thang thuốc, rồi tôi kiếm cho ông một nồi nước xong là hết liền hả? Ủa, cô biết chữa bệnh nữa hả? Đâu có. Ông biết không, ông ngoại tôi á là thầy thuốc, cho nên má tôi á theo nghề ông ngoại. Bả mát tay lắm, trị bệnh ai cũng hết hết á. Ngồi yên nghe, tôi chèo à. Xin lỗi cô, tôi tò mò chút xíu nha. Tôi muốn hỏi. Ông muốn hỏi gì? Nhìn cô, thấy cô tươi tắn trẻ trung yêu đời. Vậy mà sao hồi nãy nghe cô hò mấy câu hò buồn quá. Nghe giống như... giống như tôi đang bị chồng bỏ đi xa phải không? Xin lỗi cô, tôi không có ý đó. Nhưng thiếu gì cô hò vui vẻ, đầy ước mơ của tuổi trẻ là sao cô không hò? Ông ở Sài Gòn mà cũng biết hò nữa hả? Má tôi là người ở tỉnh nên thường nghe bà kể. Chị người làm của tôi cũng ở dưới quê nữa. Chị có dạy cho tôi hò. Ông biết hò hả? Vậy ông hò tôi nghe đi, để tôi chèo cho bớt mệt. Tuy mới quen nhưng thấy cô thoải mái tự nhiên tôi rất là thích. Có thể nào cô đừng kêu tôi bằng ông nữa được không? Tôi tên là Hùng. Nếu thấy tôi lớn hơn cô gọi tôi bằng anh Hùng cũng được mà. Ông chỉ xin ở trọ một đêm rồi mai ông đi. Thì ông hay anh cũng vậy thôi. Giả lại tôi... Cô có chồng rồi ngại phải không? Tôi nghe cô hò là tôi biết mà. Ông biết trật rồi. Mấy câu hò đó là tâm sự của má tôi đó, không phải của tôi đâu. Của má cô à? Vậy là ba cô đã... Phải. Ba tôi đã chia tay từ đó. Lá vàng rụng rơi khắp núi sông. Bằng bằng âm
chuyện của má cô tuy chưa rõ mặt rõ tên, nhưng tôi thấy lòng nao nao một tình thương vô hạn. Má cô là hình ảnh những bà mẹ Việt Nam cao cả, đã vì chồng con mà hy sinh cả tuổi mộng xuân thì đắng cay cam chịu với một sức sống kiên trì. Mẹ tôi cũng là một bà mẹ tốt, chồng chết ở vậy nuôi con, nhưng dù sao người cũng còn giá sản điền viên. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng trong lòng tôi má tôi là hiện thân của Phật Bà Thiên Liên Khả Kinh. Đáp tạ người đối với má tôi có lòng tôn quý, tôi không còn ngại gì khi gọi một tiếng anh. Cảm ơn cô. Cô... Tôi tên Nguyệt. Nguyệt mà cái gì Nguyệt? Thu Nguyệt. Thu Nguyệt à? Thu Nguyệt ơi. Bèo nước gặp nhau rồi mai đây bèo xuôi nước ngược. Nhưng tôi mong rằng phút giây gặp gỡ này sẽ dành cho chúng ta một kỷ niệm khó quên. Chốc lát nữa đây tôi sẽ gặp má cô, nhưng trong hồn đã thoáng hiện hình ảnh một thiếu phụ trung niên. Đôi mắt dịu hiền với nét sầu sâu thẳm, bên cạnh đó là Nguyệt tinh tươi như đóa hồng nhung vừa hé nở. Hai hình ảnh tuyệt vời sẽ mãi bên tôi trong suốt cuộc hành trình. Cảm ơn anh. Anh hả? Anh Hùng. Lòng tôi như cánh sao trên trời, nhìn theo em luôn gửi vào hồn tôi. Anh Hùng ơi, anh chỉ là người khách lỡ đò ở trọ một đêm, rồi ngày mai đường ai nấy bước, thì dăn mắt làm chi cho rối rắm. Kẻ ở không vui mà người đi cũng bận biểu trong lòng. Cứ xem Nguyệt như cô lái đò bên bên dân, không hẹn hò không chờ đợi chẳng ước mơ. Rồi nắm qua năm có ngày anh trở lại bên xưa, xin ghé lại tớp liều tranh có vàng qua thiên ly. Biết đâu lúc đó em đã có con bồng con bé, em sẽ giới thiệu với chồng em đây là người khách trọ của đêm nào. Thu Nguyệt, em... Trời ơi, anh... Sao nhức đầu quá vậy nè? Anh Hùng, anh sao vậy? Tới nhà em rồi kìa. Nè, khoan bước đã, để em còn xuống lại. Anh Hùng.
Nhãn về biển Bắc nhãn ơi, bao thở nhãn hồi để yên đời tâm. Nín đi con, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo giống như con gái mẹ của mày vậy. Nghe không, má chửi thằng nhỏ chửi luôn em đó. Chửi là đáng mà, có chồng rồi mà còn nhũng nhiễu nữa. Cái anh này, má thấy kìa. Nín, nín, nín đi con, nín đi con. Cái thằng chó con cứ biết quậy bà ngoại nó thôi hả? Anh thấy không, em ôm nó là nó nín liền đó. Nó quậy luôn anh nữa chứ. Không có má cho em á, anh hát khan cả tiếng nó cũng có ngủ nữa. Biết sao không? Tại nó biết á, có ngoại nên nhõng nhẽo dữ vậy á, chứ con người ta thôi bú á là dễ lắm. Má à, má đi nghỉ đi, để con dỗ nó cho ha. Thôi, tụi bay làm gì đó thì làm đi, để má dỗ nó cho. Má, con sợ má mệt mà. Má không có làm sao đâu. Thấy hai con vui vẻ đầm ấm là má vui lắm rồi. Bà ngoại của con vốn ưa thích mùa thu, cho nên đặt tên hai chị em má đều có một chữ thu. Vì hai con là thu tuyết, má là thu sương, đến con là thu nguyệt. Vì hai của con và má cả hai cuộc đời đều một mùa thu ảm đạm, má mong rằng đến con chỉ có một mùa xuân. Con cũng mong rằng đời con chỉ có một mùa xuân. Nhưng mà sao con lại thích bản buồn tàn thu á má? Mới là khổ chứ. Bao mùa thu đến như mùa thu chết, rơi theo lá vàng. Đừng hát cái bản đó nữa con à. Anh coi má mê tính ghê chưa. Má sợ em giống người thiếu phụ Nhật Bổn á, có cái số kiếp quá ư là đoạn trường thê thiết đó. Làm sao trên đời này lại có thêm một tên Sở Khanh như cái thằng Mỹ đó. Lấy người ta có con rồi, bỏ đi để cho người ta chờ đợi đã ba năm, trở về lại đem một cô vợ Mỹ, đó là quá ư tàn nhẫn. Lại còn toán bắt ngay đứa con, thật là ác độc vô cùng. Thôi đi ông đừng có nói người ta. Tới ông bây giờ không có lâu đâu. Thôi kìa, tại sao em lại nói anh như vậy? Không lẽ chồng của em là một gã Sở Khanh? Thôi đi hai con, đừng có cãi nhau nữa mà làm chi. Để thời gian hủ hỷ tâm tình. Tụi con già rồi tâm tình gì nữa má ơi. Tình yêu thì đâu có tuổi tác đâu con. Hơn nữa, hạnh phúc ở gần bên, phải cố mà níu lấy. Hồi xưa ba má thương nhau, tưởng chừng một phút không rời. Vậy mà... Má, mấy chục năm rồi mà má còn nhớ đến ba con đến như vậy sao? Vợ chồng sống bên nhau không giận không hờn, bỗng chốc rẽ chia thì làm sao không thương. Nguyệt cười cứ đến độ thu sang lá vàng hiu hắt, là má nhớ một mùa thu trước má tiễn ba con đi đáp nợ sang nhà. Rồi 20 năm má mòn mỏi mà người ra đi không bao giờ trở lại, để má ôm con khờ sống mãi kiếp dòng phu. Người vọng phu trong lúc gió mưa, bé con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Không, giấc mơ ấy má đã chôn sâu vào dĩ vãng. Còn lại chút thân tàn, má chỉ
sống vì con cho đến khi viên mãn cuộc đời. Má, con thương má quá. Đừng khóc nữa con. Má già rồi cho nên lẩm cẩm cái nhắc chuyện xưa vậy. Thằng bé nó ngủ rồi, con đi lo công việc đi, chồng con nó đang đợi đó. Dạ đâu có má, cô đứng yên là để kính trọng những giờ phút thiêng liêng của má. Đàn bà là phải vậy thôi con. À nè, sao lâu quá má không nghe con tính chuyện đi về thăm chị ở trển vậy? Dạ thưa má, con định đợi thằng Nghĩa được 3 tuổi, vợ chồng con ẩm nó về thăm má con luôn. Má độ là con có việc gì khó xử đó. Đâu có má. Nhưng con không tiện nói ra. Thôi má cũng không ép con đâu. Nè, để má đi nấu cơm nha. Má, để con nấu cơm cho. Thôi đi. Hai đứa đi buôn bán suốt cả buổi sáng, nghỉ một chút đi. Bữa nay má làm món cá chẽm chân tương cho thằng Hùng nó ăn, nó ưa lắm con à. Má, con ghét má. Má thương anh Hùng hơn con á. Tội nghiệp cho má quá, đang khóc mà phải gượng cười với con. Em thật là có phước á, mới có một bà mẹ như vậy. Nó không phải nịnh chứ, má làm lũ cực khổ mà tướng má như mấy bà đài cát vậy đó. Anh biết không, ông ngoại em nhà khá giả nên dì và má đều được ăn học đàng hoàng. Má yêu ba là một nhạc sĩ nghèo, lại thêm ông ngoại có thành kiến với nghệ sĩ, cho nên ông ngoại từ má luôn đó. Biết bao giờ mà chấm dứt cái thành kiến hủ lậu xa xưa. Rồi má đi làm sao? Sanh em xong á là đến ba đi. Liên tiếp hoàn cảnh như vậy, má thà cam chịu chứ quyết không về xứ nữa. Tội cho má quá em à. Đây rồi, số phận bạc mệnh đó, em sợ lại đến em nữa đó. Nguyệt, em lại nghi ngờ tình yêu của anh phải không Thu Nguyệt? Tình yêu của anh đối với em thì không có gì nghi ngờ, nhưng mà em linh cảm dường như anh có điều gì giấu em á. Đâu có. Nhất là khi đêm khuya giật mình thức giấc, em thấy anh nè, anh gác tay lên trán, cặp mắt cứ nhìn sững lên như suy tính chuyện gì á. Anh nhớ câu nói của má lúc nãy không? Có lẽ má cũng thấy như em vậy đó. Em à, không đâu Nguyệt à. Chúng mình yêu nhau đã 3 năm rồi, em thấy anh có chút gì thay đổi với em không? Nếu có suy nghĩ chỉ vì mình có con rồi, phải nghĩ đến tương lai của nó chứ em. Má. Má này con. Cục cưng, sao con kêu má không vậy? Phải kêu ba chứ. Nè, kêu đi. Ba, ba. Ba, ba. Ôi, con tôi giỏi ghê vậy đó. Cơm xong rồi nghe tụi bay ơi. Tụi con ăn trước đi nha. Bỏ qua thầy hai coi, bắt má thốt thuốc rồi má về. Dạ, tụi con đợi má về ăn luôn. Em coi con đi, anh đi xách nước đó. Nè, anh nhớ tứ vàng thiên lý cho em nha. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mông tơi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi vô đây má đút cơm cho con ăn nha. Có phải đây là nhà của thím Tư Sương bán hàng bông không vậy? Dạ phải. Dạ chào bà. Bà tìm má con hả? Không, tôi không tìm má cô. Vậy bà... Con của cô đó à? Dạ. Dạ, con mời bà dùng nước. Cảm ơn. Con cô được mấy tuổi, trai hay gái vậy? Dạ, cháu trai, nó được 2 tuổi. Bà nó đâu? Thưa bà chưa cho tôi biết bà đến tìm ai trong nhà này. Tôi tìm con tôi. Nguyệt à, Nguyệt. Dạ. Em nói chuyện với ai vậy? Cậu còn mở miệng kêu tôi bằng má được sao? Đồ thằng con bất hiếu. Mày dám gạt tao là để đi xuất ngoại. Nhớ tuần rồi tao không gặp thằng Bảy Tình, nó nói thì không biết tao còn bị gạt đến năm nào nữa. Má tha tội cho con nha má. Trời ơi,
Hùng, mày tưởng mày ở tuốt dưới này là tao không tìm được phải không? Mày quên đây là quê ngoại của mày, mày làm cho tao xấu hổ vô cùng. Tưởng mày lấy ai lại rớt cái thứ nhà hạ tiện? Má con này là con của Tư Sương, cha nó trước kia là ta điền của ông ngoại. Người ta nghèo nhưng đàng hoàng, tử tế Thu Nguyệt là cô gái đức hạnh đoan trang. Nhưng nhà tao không có thứ dâu như vậy, tao hỏi mày có về không hay là để tao làm giặc chứ? Má ơi, chúng con đã trót lỡ nên nghĩa vợ chồng và đã có con. Ở đây thì mày lỡ có con rồi, còn con vợ mày ở trên mày mới tính sao? Trời ơi, anh Hùng, anh đã có vợ rồi. Phải, dâu tôi là con nhà giàu đức hạnh đoan trang. Má, má ơi, con lại má mà má. Hùng, mày cưới con Liễu có 3 bữa, rồi bỏ đi 3 năm. 3 năm nó vẫn ở vậy chờ mày. Trong khi đó, mày có vợ sanh con, mày biểu tao phải ăn nói làm sao với chị Xuôi đây hả Hùng? Hùng ơi, con giết má rồi Hùng ơi. Má, má. Anh Hùng, anh hãy theo bà về với gia đình, với người vợ mà mẹ cha cưới hỏi. Đừng lưu luyến chút thân qua hèn có dại mà mang trọng tội với quyến đường. Đời mẹ con em đã đành tan số kiếp đoạn. Nhưng vợ chồng ta đã 3 năm trời ấm êm hương lửa, nay dễ nào một phút phải ly tan. Nhưng mẹ già và cô vợ có cưới xin cũng đang chờ đợi anh trong chăn em nềm mong. Ở nơi đây là những kẻ chân bùn tay lắm, đừng uổng phí đời trai với chút hồng hồng. Không, anh không thể bỏ em bỏ con được. Nghe nó nói cay đắng là đau lòng phải không? Được, mày không về tao kêu con vợ mày xuống đây, nó quậy tan nát cái nhà này cho xóm làng hay biết. Ba, ba ơi, con lại bà. Bà đừng làm cho má con phải tủi nhục cái xóm làng. Má con mà biết được chắc là má con chết. Anh Hùng, tại sao, tại sao anh có vợ mà anh còn dối em gạt má? Cho ra nông nỗi này chứ. Má ơi, con và Nguyệt thật giả thương yêu nhau, đã có con với nhau rồi. Sao má nỡ nào bắt Nguyệt phải xa chồng xa con? Không khổ đau thương với một cuộc tình lời nói với con.
tôi không phải là người ác độc, nhưng vì danh giá gia đình, tôi phải làm như vậy thôi cô à. Nếu cô thật tình yêu thằng Hùng, cô hãy giao thằng bé cho tôi đi. Bà, tôi hứa sẽ bảo bọc cháu nội tôi tử tế nè. Đây, cô cầm lấy số tiền này. Rồi tôi xin bà, bà đừng sỉ nhục mẹ con tôi. Tuy nghèo, nhưng tôi không thể vì tiền mà bán con tôi được. Nhưng tôi là bà nội của nó, tôi sẽ lo cho nó mà. Không, tôi không thể xa con tôi được. Nếu cô thật tình thương thằng Hùng, cô phải nghĩ đến tương lai của nó. Cô phải hy sinh cho chồng con cô. Cô chịu thiệt một chút cho thằng Hùng trọn nghĩa, cho danh giá tôi được bảo toàn, cho con của cô được ấm no sung sướng, hơn là tức nước dở bờ. Con vợ thằng Hùng nó xuống đây là tất cả đều mang nhục cô biết không? Chừng đó hạnh phúc của cô cũng đâu còn. Nhưng mà con của cô, Nghĩa ơi. Cô Nguyệt, tôi nói cạn lời, mà đằng nào cô cũng không chịu thì đành vậy. Má, má đừng đi. Nguyệt ơi, trời ơi, chắc là anh không sống nổi. Hùng, anh Hùng, anh đừng làm như vậy mà. Nghĩa ơi, má không thể để bà ngoại chịu nhục gì má. Má cũng không thể để ba con mang tội mất hiếu với gia đình, nên má phải đành xa con. Cắt ruột mình, ôi đau suốt cả tâm can, xin hãy thứ tha cho người mẹ nhất tâm. Con xa mà không quản dưỡng cho trọn tình. Thu Nguyệt ơi, ai bài chỉ cánh bèo mây tan hợp. Cho con xa mẹ, cho chồng. Anh hãy ấm con về tận trời xa, kỷ nước mồ côi mất mẹ lúc trong nôi. Tôi sẽ quản dưỡng cháu nên người. Hoàn cảnh con. Nguyệt, má nói con không nghe phải không? Đi không? Không đi tao đợi má nó về tao làm giặc bây giờ. Đi. Đi, đi, đi. Đi con, đi. Nghe con ơi. Ủa, Thu Tâm, Thu Tâm. Tâm, em đi đâu vậy? Thôi, để em về, rồi mai mốt mình gặp lại. Kìa, có ai đâu mà em ngại.
ba đến 12:30 mới về. Có mình thằng Nghĩa ở nhà hả? Nhưng mà ủa, bộ bác chưa về hả anh? Chưa, mà không có sao đâu. Ba gặp ba cũng không có rầy đâu. Mấy hôm nay em đi mất biệt là mình ra ngoài đó chờ ngóng muốn trật cần cổ à. Anh biết sao không? Dì của em đau nặng lắm. Hèn chi mà ba buổi chiều nay em làm anh trồng cỏ tương tư đầy ở vườn tao đàn hết á. Chứ không phải vắng em, cái là anh đi tìm cô khác hả? Không có đâu, còn lâu mới có việc đó. Nói thiệt với em nghe. Nói thiệt cái gì? Nói thiệt cái gì thì cứ nói đi. Thôi kìa, làm cái gì mà đứng bẻ tay bẻ chân dữ vậy? Kỳ quá à. Nói đại đi mà. Phút giây chợt nhớ, không ước lên nhìn đến lúc bước chân vào đời. Biết đâu là bên giữa lúc tay còn trắng, biết sẽ lại đổi thay. Từng là chàng xuôi ngập ngừng sao là khi hoa chưa nở cho một mùa. Hoa tình như tà áo trắng làm úa mờ trăng sáng. Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn khi xa nhau. Thôi thôi đi anh ơi, anh đừng có làm bộ nịnh em nữa hả? Anh nói thiệt mà. Đàn ông buổi đầu thì ai cũng nói vậy. Khi bướm đã hút nhị hoa thì bỏ mặc cho hoa bay đi dễ dàng. Cũng như dì của em vậy, cả mấy chục năm trời vì một gã đàn ông mà bao nhiêu là đau khổ vậy đó. Mà dì của em có tội gì đâu, chỉ có cái tội nghèo mà thôi. Xã hội bây giờ sao còn vụ phân chia giai cấp? Nếu đã yêu nhau, ai đành chia sẻ? Anh biết tại sao không? Tại vì gia đình của ông ấy giàu sang nên dì của em phải mất cả chồng con đó. Mất cả chồng con? Dạ. Họ bắt con trai họ về, mà họ còn bắt luôn cháu nội nữa. Sao lại có người tàn nhẫn như vậy cả? Anh mà đứng địa vị của dượng em thì sống chết gì thì anh cũng bảo vệ tình yêu của anh. Em cũng mong được như lời anh nói vậy. Tâm ơi, dù dư luận có khắc khe, gia đình ngăn trở, anh cũng sẽ vượt qua để cùng em tròn mộng ân tình. Suốt đời bên nhau đắp xây gia đình ấm êm tình yêu chung thủy. Quyết công đổi dời dầu phải qua ngàn phong ba. Anh Dũng nè, đường vào yêu trải qua hiểm nghèo gian lao, nên vì của em suốt đời không quên. Ôi thanh xuân ôm đau thương đời qua tan tan. Mất con xa chồng ôi còn gì đau hơn. Em đừng âu lo, gió trăng xa vời, nhưng tình trăng thoáng. Dũng, lúc nào mà em lại chẳng tin anh. Nhưng em không hiểu sao, có đôi phút nghĩ đến tương lai thì...
thì em lại bàng hoàng lo sợ. Vì hạnh phúc tình yêu chỉ là cái bóng mơ hồ. Tiều tuy sắc sơ, thấy cảnh của người lại nghĩ đến ta. Một kiếp phù bình nổi chìm mấy nèo, đó là chuyện của những người đời. Xã hội ta hiện nay đã đổi thay rồi. Em tin anh. Ý chết, thôi để em đi nghe anh. Ừ, anh nói không có sao đâu mà. Ngồi với anh một chút nữa đi. Ba hôm rồi không có gặp, nhớ muốn điên luôn vậy đó. Nhớ hoài à. Ôi, anh này. Thôi, để hôm khác đi mà. Hôm nay em có chuyện nhà, em nóng ruột quá. Với lại, ba anh cũng sắp về rồi đó. Không có sao đâu. Hôm nay ba có gặp tụi mình, thì tụi mình nói thiệt hết với ba, để ba lo đám cưới luôn. Ê, đừng có làm như vậy anh ơi. Chúng mình còn nhỏ, phải lo học hành. Em nhất định ha, phải thi ra trường em mới có chồng. Chứ em không có muốn gặp cảnh như dì của em đâu. Hô. Ấy. Chị Hai. Trời ơi em Nghĩa, làm chị hết hồn hết vía à. Chị Hai lại rủ anh Hai đi chơi hả? Ừ, không phải đâu, chị đến có chuyện. Với lại anh Hai rủ chị, chứ chị đâu có thèm rủ anh Hai đâu. À, Nghĩa nè, em ăn cơm chưa vậy? Dạ, chưa chị à. Nghĩa, bữa nay cũng cỡ 1 giờ ba mới về. Vô ăn cơm trước đi. Em không ăn mà. Nó lớn như vậy mà cứ tưởng là mình còn bú, cứ nhõng nhẽo hoài. Chắc tại vì bác cưng chứ gì. À mà thôi, để em về nghe, hôm khác sẽ gặp. Anh ăn cơm rồi đi dạy học đi. Nhớ chiều mai đừng để anh đợi à nghe. Được rồi, em sẽ cố gắng mà. Em đi nghe. Nghĩa à, chị về nghe. Lớn rồi phải ngoan nghe chưa. Dạ. Nghĩa, vô ăn cơm đi. Trưa rồi. Nè, từ rày nhớ không có được phá anh như vậy nữa à nghe. Ai phá hồi nào đâu. Không phá. Không phá mà mỗi lần anh với chị Thu Tâm nói chuyện, em không chọc phá thì em cũng hù, không thì chọi đá nhát ma đủ điều. Em ghẹo chút chơi mà anh cũng la quê thiệt là quê à. Nè, em còn đi học, đừng có chen vô chuyện. Người lớn với nhau như vậy không tốt đâu à. Vậy thì em mét với ba chuyện này, không chen vô cũng tốt, em đâu có sợ gì. Ý, đừng có mét ba, anh chỉ nói chơi. Em đừng... không quên em, cũng như em trước sau vẫn giữ vẹn chung tình. Dẫu mình đã cách biệt sớm thương, kỷ niệm buổi đầu sau năm em chịu trăm cay ngàn đắng.
thì cũng 10 năm anh chịu rai rất khổ đau. Nếu không có Thu Tâm, Thu Tâm, ai ngờ Thu Tâm là cháu của Nguyệt. Dạ, dạ thưa bác. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, cháu là bạn của anh Dũng, xin bác cứ xem như là con cháu vậy. À, cô là bạn của thằng Dũng à? Dạ. Vậy mà bấy lâu nay nó không giới thiệu cho tôi biết nữa chứ. Dạ, xin bác hãy tha lỗi, tại vì chúng cháu mới quen nhau lúc cùng học Đại học Văn Khoa năm nay thôi. Vậy à? Dạ. Ngồi đi cháu. Dạ. Thằng Dũng cũng sắp về rồi. Dạ, thưa bác, hôm nay cháu đến đây không có ý định gặp anh Dũng. Ừ. Vậy cháu muốn gặp ai? Dạ, cháu muốn gặp bác. Gặp tôi? Dạ. Có việc gì vậy cháu? Thưa bác, trước khi nói chuyện, cháu xin lỗi vô phép mà hỏi bác, bác có phải là Trần Hữu Hùng, chủ sự phòng vật liệu công ty điện lực không ạ? Cháu quen với thằng Dũng lâu rồi mà cháu không biết tên bác sao? Dạ thưa bác, nếu không có việc gì thì cháu đâu dám vô phép như vậy. Có chuyện gì quan trọng mà cháu phải hỏi rõ tông tích của tôi như vậy? Thưa bác, bác hãy tha cho cháu tội vô phép đối với bác. Vì cháu là bạn của anh Dũng, đáng lý cháu không có quyền hỏi bác như vậy. Nhưng mà tại vì cháu nhận sự ủy thác của một người nên cháu phải hỏi cho rõ. Dạ, nhưng mà như vậy là đúng rồi phải không bác? Phải, tôi là Trần Hữu Hùng, làm ở công ty điện lực cả 10 năm rồi. Mà người muốn tìm tôi là ai vậy cháu? 14 năm xưa, người ấy ở tại Sa Đéc, trong một căn nhà lá nhỏ nhưng khang trang sạch sẽ, có vàng hoa thiên lý. Thu Nguyệt, cháu, hiện giờ Thu Nguyệt ở đâu? Bác, thì ra bao nhiêu năm nay bác vẫn chưa quên gì của cháu à? Làm sao quên được? Lên Sài Gòn một tháng, bác đã về Sa Đéc tìm Nguyệt, thì nhà hoang giường trống, không ai biết ở đâu hết. Bà Tư mất đi, chôn cất xong rồi thì dì Nguyệt của cháu cũng bỏ đi biệt tích. Mãi đến năm nay dì mới đi tìm đến cháu đó. Trời ơi, má mất mà con không có về được. Má tha tội cho đứa con rể bất hiếu này nghe má. Bác biết không, con nghe nói bà Tư mất á là vì bà Tư tức, bà Tư buồn khi dì Nguyệt giao đứa con trai cho bên nội. Tội nghiệp cho Thu Nguyệt, đâu có muốn làm cái việc cắt đứt ruột mình. Chỉ vì bác, Thu Nguyệt thương gia đình bác không ai nói dối, nên Nguyệt đã hy sinh. Không ai nói dối? Vậy vậy anh Dũng? Nó là con của em ruột bác. Cha mẹ nó mất trong cơn loạn lạc, nên bác đem nó về nuôi và xem nó như con ruột. Có lẽ cháu đã biết rõ việc của bác và dì Thu Nguyệt. Thưa bác, dì Nguyệt cháu mang tâm bệnh nên ngày càng heo mòn. Có lẽ vì sợ mình khó sống trên cõi trần ai nên thú lộ tâm cùng với cháu đêm qua. Thu Nguyệt nói gì? Thưa bác, vì không gặp con cho đỡ nhớ khi đã 10 năm chia biệt đôi đường. Ôi đau xót lòng trước cảnh tan thương. Nguyệt ơi em đã vì anh cam chịu đoạn trường, sương gió giảng dài tan nát thân.
Bây giờ cháu đưa bác tới đó đi. Dạ, dì cháu có gửi cho bác bức thơ. Không biết dì cháu có muốn bác đến đó không ạ? À? Hơn nữa cháu thấy bác không tới là phải hơn. Tại sao vậy cháu? Tại vì bây giờ hình thể của dì cháu đâu có còn như trước nữa đâu bác. Thu Nguyệt nhìn bác mà điếu lên khổ sở. Dầu hình thể có ra sao, nàng vẫn là người yêu suốt kiếp của bác. Bác phải gặp nàng. Không biết Nguyệt có tỉnh chưa. Còn làm gì đó? Nè, nội có hỏi thì nói ba đi làm nghe. Dạ. Ba vậy đó, không thèm để ý gì tới mình hết à. Ai cũng nói mình là đồ con nít. Để kỳ này mình theo dõi cái chuyện này, mình nói lại cho nội nghe mới được. Ủa, thơ của ai vậy nè? Làm gì đó Nghĩa? Ủa, ba đâu rồi? Còn thơ gì đó Nghĩa? Kìa anh hai, em đố anh biết thơ gì nè. Còn nít mà bày đặt thơ từ, đưa đây không, tao mét ba bây giờ á. Có bà nội ở trên lầu, anh nói chuyện nhỏ nhỏ, đừng có nói lớn, bà nội nghe. Ý, bà nội lên hả? Để anh lên mừng nội. Anh khoan lên đã, em nói chuyện cái thơ này cho anh nghe, ngộ lắm. Gì ngộ đâu, nói lẹ đi. Thì em nói, anh thưởng cho em nghe. Lúc này xanh chứng dữ lắm rồi nghe. Bài đặt làm tiền anh nữa hả? Đâu có đâu, tại cái chuyện này đáng thưởng em mới nói chứ bộ. Đố anh biết ba đi đâu. Anh hỏi vụ cái thơ em chưa nói, mà em nói lảng sang chuyện ba, coi chừng bị anh đánh đòn bây giờ. Anh hai này nóng quá. Thuộc chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ. Hồi nãy chị Tâm lại đây nè. Chị Tâm lại đây? Lại hồi nào? Mới đây nè. Em thấy hả, ba nói nhỏ với chị chuyện gì đó. Hả? Ba nói nhỏ với Tâm? Ủa, ba đâu có biết Tâm hồi nào mà nói nhỏ cả. Lầm nữa. Em thấy ba với chị Tâm nói chuyện nhau thân mật lắm. Cái ba kéo chị Tâm đi, bỏ quên cái thơ này nè. Gì mà kỳ vậy kìa. Anh đọc đi, coi thơ đi. Chứ em thì em biết tại sao mấy hôm nay ba về trễ rồi đó nha. Tại ba bận đi với chị Tâm đó. Ông già coi vậy chứ ghê lắm đó. Nghĩa, nói bậy bạ. Đánh gì đâu mà đánh hoài à. Lên mét bà nội cho coi. Anh thương, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em không thể nào quên anh. Trời ơi, anh, em, kỷ niệm em đẹp như vậy là sao? Bà, Tâm, hai người thân yêu của tôi. Gì mà đánh em vậy Dũng? Ủa, anh mới đây mà. Ủa, vậy nó đi đâu rồi? Nó có biết nội lên đây không mà nó đi vậy? Hả? Dạ biết. Hồi nãy anh định lên nội á, cái con chận lại, con nói chuyện ba với chị Tâm cho anh nghe, cái anh đánh con à, rồi anh bỏ đi luôn á. Nó không hiểu gì hết. Tại sao con nói chuyện ba con với chị Tâm nào đó mà nó lại đánh con? Tại chị Tâm là bồ của ảnh. Hồi nãy chị lại đây nè, cái chị nói gì với ba đó con không có nghe. Cái con thấy bà nói nhỏ với chị Tâm, rồi kéo chị Tâm đi luôn à. Mày nói cái gì? Con bồ của anh hai mày lại nói nhỏ với ba mày rồi rủ đi phải không? Dạ. Phải không? Hay là mày bày đặt? Mày nói chuyện như vậy hả Nghĩa? Dạ, không có đâu. Con mà nói láo hả, cho bà bắn con đi. Thôi, đừng có thề, thằng quỷ nhỏ. Trời ơi, sao tôi lại vô phước như vậy? Hết thằng cha rồi lại đến thằng con. Nhưng con có thấy thật rõ ràng, hay là tớn sát rồi đặt điều nói bậy? Ba mày nói giận mày sẽ ăn đòn. Bà nội ơi, con thấy rõ ràng mà,
có bức thơ trên bàn, chị Tâm gửi cho ba. Trời ơi, không biết kiếp trước tôi có làm chi nên tội mà gian nan khổ sở với gia đình này. Bộ của con luôn cả của cha là hết nói rồi, cái dục này biết rửa mấy sông đây. Con không có à nghe. Thôi để con đi kiếm anh hai về cho nội nha. Mày kiếm luôn cái thằng cha của mày về cho tao. Tao nói ba điều bốn chuyện với cha con nó, rồi tao kêu người ta tao bán hết sự sản này, thà cho hội phước thiện hay là cúng chùa cúng miếu còn có ích hơn nữa à. Ôi, nội bán cái gì thì bán á, nhưng mà nội đừng có bán xe con nghe nội. Bán luôn, bán hết. Săn nhớt mắt tối ngày á, mày lượn tới lượn lui ai mà chịu nổi. Đi. Sáu à. Dạ, thưa bà kêu con. Mày ở nhà, mày thấy cậu mày hay thằng Dũng dẫn ai tới đây không? Thấy không? Dạ, tối ngày con lúc thúc đằng sau bếp á, ít lên nhà nên thành ra không có biết. À, hồi trưa này nè, con nhớ rồi đó, có một cái cô tóc dài nè tới đây nói chuyện với em Dũng á. Rồi một hồi em Dũng đi. Thì cũng cái cô đó, con thấy nói chuyện với cậu con đó. Lộng quá rồi ha. Thời buổi này tao hết biết nổi rồi. Thôi, mày vô mày lo công việc đi. Mày xách cây chổi lông gà đem ra đây cho tao. Dạ. Dạ. Cô kiếm ai? Dạ, thưa bác, cháu kiếm em Nghĩa. Kiếm Nghĩa hay kiếm anh nó? Dạ, cháu kiếm em Nghĩa, tại vì... Cô nín đi. Sao à? Sao? Dạ. Phải con nhỏ này không? Dạ phải. Dạ, cháu kiếm em Nghĩa có việc cần. Mà không có em Nghĩa thôi cháu về. Dạ xin phép bác cháu về. Đứng lại. Cô biết tôi là ai không? Dạ tôi là mẹ của thằng Hùng, là bà nội của thằng Dũng nè. Dạ thưa. Khỏi thưa, khỏi bẩm gì hết. Bây giờ tôi muốn cô trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, con xin bà cứ dạy. Cô hành nghề bao lâu rồi? Dạ thưa bà, cháu còn đi học ạ. Còn đi học? Dạ. Vậy thì cô mang lớp nữ sinh để hành nghề chứ gì, phải không? Dạ, con có làm gì đâu. Má con nghèo, nhưng vẫn lo buôn bán nuôi con mà. Tôi nói cô cứ làm bộ không hiểu. Tôi nói thẳng là cô làm cái nghề chơi bời. Hả? Cái nghề làm đếm đó cô biết chưa? Bà, trời ơi, sao bà lại nói cháu làm? Thôi, đừng có làm bộ nữa. Phải cô quen thằng Dũng cháu tôi không? Dạ phải. Rồi mới đây cô đến gặp ba thằng Dũng phải không? Dạ, cháu gặp là để cháu. Để cô gửi thơ cho nó nữa chứ gì, phải dạ, không? Dạ không phải, đó là thơ. Thơ tình. Cô còn nhỏ mà cô sành sỏi lắm. Làm tình với thằng con đã, rồi cô cặp bồ với thằng cha. Tôi phục cô lắm. Nhưng thằng Hùng nó đâu có tiền mà cô mong lợi dụng đục khoét. Bà, cha mới bị lớn mà đã học đóng tuồng sớm ôm lữ bố hen. Tối về ôm đổng công rồi ha. Trời ơi. Thưa bà, bà không được sỉ nhục tôi. Tôi tuy nghèo nhưng tôi không làm những việc khốn nạn như vậy đâu. Tôi thấy rõ ràng nè. Cô nói nhỏ với ba tôi ha, đừng có chối nha. Ba tôi ghét bỏ tôi là cũng tại chị. Anh hai tôi bỏ nhà đi là cũng tại chị luôn đó. Thấy chưa con hồ ly tinh. Đi cho khỏi nhà tao. Không thì chổi chà tao quét tao lia bây giờ. Đi. Trời ơi, đau đớn nhục nhã lắm nè trời. Chị Nguyệt ơi, chị có tội tình gì mà gặp phải cái gia đình như vậy nè? Hả? Cô nói cái gì Thu Nguyệt? Tôi không biết. Thu Nguyệt. Không lẽ nó... Nội, nó nào vậy nội? Nghĩa. Dạ. Con nói thơ gì đâu. Con lượm đưa cho nội coi coi. Mau anh, lên. Anh hai xé hết rồi nội à. Không còn gì nữa đâu. Thôi, con đi kiếm ba con về đây. Lẹ lên.
Nghĩa à? Gì vậy nội? Con làm sao tìm được địa chỉ con nhỏ hồi nãy á, là con tìm gặp ba với anh hai con liền. Không, đi đi con. Tìm được á, nội cho con tiền mua đồng hồ như của thằng Quang vậy á. Không, giỏi. Dạ, khó khăn gì đâu nội. Con lại nhà chị Bích, bạn của chị Tâm á, là tìm được ngay à. Bà nội đi với con nghe nội. Đi nội. Phen này á hả, họ hết xem con là con nít nữa à. Nội lên, con chở nội đi. Thôi, té chết. Không có té đâu, con lái hay lắm mà. Thôi được rồi. Sáu à, ra đóng cửa lại. Tỉnh lại đi em. Anh đã chờ đợi tiếng nói của em mấy ngày nãy rồi. Tâm ơi, con đem bé Nghĩa về đây cho dì. Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con. Nghĩa ơi. Thu Nguyệt, em tỉnh lại đi. Ông Nghĩa nó sắp về tới rồi. Em ráng mở mắt nhìn xem ai đây nè. Nguyệt, bố em không nhận ra anh nè. Anh là Hùng, chồng của em nè. Em nhớ không? Hùng, chồng của tôi. Không phải chim bao đâu. Đây là sự thật. Hùng chồng của em đây. Hãy ráng mạnh để cha con chồng vợ mình được gần nhau. Nguyệt, em muốn gặp bé Nghĩa. Em nhớ nó. Em sợ không thấy mặt nó. Nguyệt em. Mình ơi, lòng tràn đầy đau thương. Con của tôi xa rời mẹ thương. Mười năm biết bao nhiêu sầu, bao ngấn lệ nhiều dài cay đắng. Mong ngày con lớn khôn, nhưng sinh Tâm đi rước nó rồi, nó sẽ tới đây mà. Thằng Nghĩa nó sẽ tới đây. Con mẹ. Mẹ cũng sẽ tới với Nghĩa. Con. Em muốn nói má thằng Dũng phải không? Bà đã mất 5 năm rồi. Mất 5 năm. Anh ở vậy nuôi con và đi tìm em. Má mất rồi, em bỏ đi. 2 năm nay nhớ thằng Nghĩa quá nên em mới về ở với Tu Tâm. Em muốn gặp con trước khi em lìa bỏ cõi đời. Nguyệt, em đừng nói dài. Trót đã hy sinh cả đời mình vì anh em đã dở dàng lỡ làng xuân thắm. Đến nay tại ngộ sao những ngày buồn thương. Gió giông qua rồi con mình khôn lớn. Em nên vui sống đời ngày trùng quang.
Em mau quá, anh sẽ đi rước bác sĩ nha. Đừng rước bác sĩ. Gặp con, cho em gặp con là em vui rồi. Nguyệt. Nghĩa ơi, cho em gặp mặt con đi. Mình anh đi rước nó liền đây. Anh đi rước nó liền đây. Kìa, có gì kỳ vậy Tâm? Thằng Nghĩa đâu? Bà đi về đi. Hãy để cho dì cháu tôi được chết trong sạch ở đây, chứ đừng để người ta nhục mạ thêm nữa mà. Có việc gì cháu hãy nói nhỏ cho bác biết, dì con đang mệt đó. Có lẽ số dì cháu phải chết trong bất hận, hãy để dì chết mà yên hơn. Tâm, cháu nên thương bác, đừng làm rối trí bác nữa. Có việc gì cháu cứ nói cho bác nghe. Xấu hổ lắm bác ạ, con không chịu nổi đâu. Tâm, con thương thằng Dũng, không lẽ con không thương ba sao? Ba, con khổ quá. Ba nội. Trời ơi, thật là khốn nạn mà. Kìa, anh Dũng. Chàng ra. Dũng, mày làm cái gì vậy hả? Ba còn hỏi nữa hả? Con đã đọc thơ rồi. Anh còn chê em là con nít nữa thôi. Không có em thì ai tìm ra cái chỗ này? Đó, ông thấy chưa, cả gia đình ông đều như thế đó. Xem giá trị của một kẻ nghèo như đánh giá một con chó. Tôi mời mấy người đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi cho dì cháu tôi được yên. Cô dám đuổi tôi à? Nếu cô thủ phận nghèo thì là cô quyến rũ ba tôi, thì ai dám động đến cô chứ. Khốn nạn. Ba, mày nói cái gì vậy? Mày đọc hết thơ chưa? Tại sao mày có học mà xử sự như đứa lưu manh vậy? Vô nhà này không thấy người bệnh nằm kia sao? Hả? Ba, ai vậy? Cháu Tâm. Anh Hùng ơi. Anh đây. Thằng Nghĩa nó đến chưa? Trời ơi, con Nguyệt nó ra nông nỗi này sao? Đó, con tôi đâu? Nghĩa. Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con lắm con ơi. Thằng Nghĩa nó đứng trước mặt của em kìa. Nghĩa đâu? Nghĩa, lại đây con, lại đây. Bà đó kêu ai vậy? Kêu thằng Nghĩa em của con. Nghĩa, mẹ con đó, hãy lại với mẹ con đi con. Bà nội, bà này là cái bà ngày nào cũng ngồi quán gì sao đó nội. Bà nội, anh hai, sao người đó lại là mẹ con? Nghĩa, má là má của con đi nè. Má ngồi quán bà Sáu để thấy mặt con, nhưng mà má không có dám kêu. Nghĩa, con lại đây, con của má, con lại đây nè. Con coi hình con hồi nhỏ nè. Con tôi, nó cười xinh xắn làm sao. Trả con tôi lại cho tôi. Trả con cho... Dì trả Nguyệt. Con tôi lại cho tôi. Dì Nguyệt. Con tôi đâu. Trả con tôi. Nguyệt. Dì Nguyệt. Để nghỉ lúc 2 tuổi. Trời ơi. Dì ơi. Để dì con nằm yên, qua cơn xúc động nó sẽ tỉnh. Ba, chuyện này là sao hả ba? Dũng, con đâu có biết mười mấy năm qua ba dập dồn đau khổ khi nhìn thằng Nghĩa có mẹ mà cũng như không. Ba này là... là người yêu dấu của ba. Gặp nhau ở xa giang trên một chuyến đò, không tiếng hẹn hò mà nên duyên. Lúc đó ba
Trời ơi, con đâu có ngờ đời ba gặp phải cảnh ngộ thương tâm nhiều xót xa cay đắng. Tình yêu gian dở nào khác chi chức nữ ngữ lang cách trở bên ngân hà. Vậy mà con còn gây cho ba những nỗi đau buồn. Đã 10 năm dài ba chôn giấu tâm tư xa nào bằng sống mà chia biệt sống tu tâm ơi, anh quá vô tình nóng nồi, em hãy thư tha cho những việc anh làm. Dù mới máu chảy ruột mềm, dù bao nhiêu giống tố ngũ vàng, thì em cũng phải vì việc của em mà cam chịu. Tất cả đều do định mạng, xin anh chớ vì đó mà phải bận tâm. Tâm, anh xin lỗi. Để anh đi rước bác sĩ. Con đi nghe ba. Mà con của má nè, má. Ai mới nói đó? Má ơi, con nè, Nghĩa nè má. Nghĩa, con của tôi đi mà. Tôi cảm ơn trời Phật, tôi sung sướng quá. Nghĩa ơi, con có thương má không con? Dạ, con thương má lắm má. Má, má hãy về với con nghe má. Nghĩa ơi, má rất thương con. Con là đứa ruột của má mà. Tại má nghèo, cho nên má phải xa con. Con có giận má không con? Dạ không. Con không giận má. Tại bà nội bắt con, bắt má phải xa con. Bà nội ác lắm mà. Nghĩa, con đừng nói vậy mà có tội. Nếu bà nội không thương con, thì nội đâu có nuôi con có được ngày nay như vậy. Má, cảm ơn em. Má, má có nghe không hả má? Má nghe hết rồi. Má có tội lớn lắm. Nguyệt ơi, tha thứ cho má nghe con. Má không có tội. Người mẹ nào cũng xử sự như vậy mà thôi. Nguyệt, anh Hùng. Anh đây nè. Em chỉ tiếc là mình sống bên nhau quá ngắn ngủi. Nghĩa, má đi con. Má ơi, má đừng bỏ con. Má đừng bỏ con, má ơi. Chị ơi, chị đừng bỏ cháu mà chị. Nguyệt ơi, 10 mấy năm anh sống trong đau khổ. Em đừng bỏ anh, Nguyệt ơi, em đừng bỏ anh. Chị đừng bỏ cháu mà. Em vui lắm. Em vui lắm mà. Em cố gắng. Nhưng mà nhưng Nguyệt gì? Em đã mỏi rồi. Nguyệt ơi, Anh hãy lo cho má. Con cho hai con. Cho con tâm gì là em mang Nguyệt. Anh hứa.
má. Con nè má ơi. Má. Con ngoan ngoãn nghe lời má. Yeah. Má ơi, má đừng bỏ con. Má đừng bỏ con, má ơi. Bỏ má. Con Quyền. Con Quyền. Sao em bỏ anh? Quyền ơi. Má sao chị lại bỏ con vậy chị ơi? Quyền. Má đừng bỏ con, má ơi. Ơi, má. Có bác sĩ đến nè ba. Anh Dũng. Chị Quyền nữa. Dũng ơi. Dạ. Chị Quyền, con đã bỏ ba vĩnh viễn rồi. Má. Má ơi. Nội. Nội giết má con rồi. Con không thèm chơi với nội nữa đâu. Nghĩa. Nghĩa. Má. Nghĩa à, em đừng làm vậy. Bà đã khổ quá rồi. Dạ hồn má, con không muốn cho em làm như vậy đâu. Má. Con theo má. Con theo má mà. Má. Nghĩa ơi, má con đã tha thứ cho nội rồi. Con đừng oán nội nữa con ơi. Mẹ đừng bỏ con. Nghĩa, má gặp được em, biết em sung sướng là má vui rồi. Em hãy giúp mắt má và hứa ngoan ngoãn cho linh hồn má được nhẹ nhàng đi em. Má. Má ơi, trong lúc cô sống giàu sang hạnh phúc, cô đâu biết được má đang sống trong cảnh khổ nghèo tủi nhục. Nay vừa gặp má thì má lại bỏ con bơ vơ lạc lòng ở vườn nghe trần. Nghĩa. Má. Nghĩa ơi, em hãy bớt đau buồn để má thanh thản linh hồn. Trong giờ phút cuối ra đi, Nguyệt ơi, tim anh nghẹn nhói đau trước giờ u hiến đôi nơi. Má ơi, con đâu có ngờ con còn người mẹ thân yêu xa cách bao năm khi gặp trong phút cuối cùng ôm xác mẹ vào mà tan nát cả lòng con. Má. Má ơi, sao má bỏ con? Nguyệt. Nguyệt ơi, sao em bỏ anh và con? Nguyệt. Nguyệt ơi, anh sẽ đem em về an táng bên mồ của má. Trước mồ có vạn hoa thiên lý, loài hoa tri kỷ của chúng ta đã nâng niu trong bốn năm lửa đượm hương nồng. Ủa, Thu Tâm, Thu Tâm. Tâm, em đi đâu vậy? Thôi, để em về, rồi mai mốt mình gặp lại. Kìa, có ai đâu mà em ngại. Ba đến 12 giờ rưỡi mới về. Có mình thằng Nghĩa ở nhà hả? Nhưng mà... À... Ủa, bộ bác chưa về hả anh? Chưa, mà không có sao đâu. Ba gặp ba cũng không có rầy đâu. Mấy hôm nay em đi mất biệt, làm anh ra ngoài đó chờ ngóng muốn trật cần cổ à. Anh biết sao không? Dì của em đau nặng lắm. Hèn chi mà ba buổi chiều nay em làm anh trồng cỏ tương tư đầy ở vườn tao đàn hết á.
Chứ không phải vắng em, cái là anh đi tìm cô khác hả? Không có đâu, còn lâu mới có việc đó. Nói thiệt với em nghe. Nói thiệt cái gì? Nói thiệt cái gì thì cứ nói đi. Thôi kìa, làm cái gì mà đứng bẻ tay bẻ chân dữ vậy? Kỳ quá à. Nói đại đi mà. Phút giây chợt nhớ, không ngước lên nhìn đến lúc bước chân vào đời. Biết đâu là bên giữa lúc tài còn trắng, biết sẽ lại đổi thay. Từng là chàng xuôi ngập ngừng, sao là khi hoa chưa nở trong một mùa. Hoa tình như tà áo trắng làm mùa mờ trăng sáng. Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn khi xa nhau. Thôi thôi đi anh ơi, anh đừng có làm bộ nịnh em nữa hả? Anh nói thiệt mà. Đàn ông buổi đầu thì ai cũng nói vậy. Khi bướm đã hút nhị qua thì bỏ mặc cho qua bay đi dễ dàng. Cũng như gì của em vậy, cả mấy chục năm trời vì một gã đàn ông mà bao nhiêu là đau khổ vậy đó. Mà gì của em có tội gì đâu, chỉ có cái tội nghèo mà thôi. Xã hội bây giờ sao còn vụ phân chia giai cấp, nếu đã yêu nhau ai đành chia sẻ. Anh biết tại sao không? Tại vì gia đình của ông ấy giàu sang nên dì của em phải mất cả chồng con đó. Mất cả chồng con? Dạ. Họ bắt con trai họ về, mà họ còn bắt luôn cháu nội nữa. Sao lại có người tàn nhẫn như vậy cả? Anh mà đứng địa vị của dượng em thì sống chết gì thì anh cũng bảo vệ tình yêu của anh. Em cũng mong được như lời anh nói vậy. Tâm ơi, dù dư luận có khắc khe, gia đình ngăn trở, anh cũng sẽ vượt qua để cùng em tròn mộng ân tình. Suốt đời bên nhau đắp xây gia đình ấm êm tình phải qua ngàn phong ba. Anh Dũng nè, đường vào yêu trải qua hiểm nghèo gian lao, nên vì của em suốt đời không. Dũng, lúc nào mà em lại chẳng tin anh? Nhưng em không hiểu sao, có đôi phút nghĩ đến tương lai thì em lại bàng hoàng lo sợ. Vì hạnh phúc tình yêu chỉ là cái bóng mơ. Một cô gái đài cao của 10 năm trước nay
trở thành một cô gia tiều tuy sắc sơ. Thấy cảnh của người lại nghĩ đến ta, một kiếp phù bình nổi chìm mấy đeo. Đó là chuyện của những người đời trước. Xã hội ta hiện nay đã đổi thay rồi. Em tin anh. Đi chết. Thôi để em đi nghe anh. Ừ, anh nói không có sao đâu mà. Ngồi với anh một chút nữa đi. Ba hôm rồi không có gặp, nhớ muốn điên luôn vậy đó. Nhớ hoài à. Ôi, anh này. Thôi để hôm khác đi mà. Hôm nay em có chuyện nhà, em nóng ruột quá. Với lại ba anh cũng sắp về rồi đó. Không có sao đâu. Hôm nay ba có gặp tụi mình thì tụi mình nói thiệt hết với ba, để ba lo đám cưới luôn. Ê, đừng có làm như vậy anh ơi. Chúng mình còn nhỏ, phải lo học hành. Em nhất định ha, phải thi ra trường em mới có chồng. Chứ em không có muốn gặp cảnh như dì của em đâu. Ấy, chị hai. Trời ơi, em Nghĩa, làm chị hết hồn hết vía à. Chị hai lại rủ anh hai đi chơi hả? Không phải đâu, chị đến có chuyện. Với lại, anh hai rủ chị, chứ chị đâu có thèm rủ anh hai đâu. À, Nghĩa nè, em ăn cơm chưa vậy? Dạ, chưa chị à. Nghĩa, bữa nay cũng cỡ 1 giờ ba mới về, vô ăn cơm trước đi. Em không ăn mà. Nó lớn như vậy mà cứ tưởng là mình còn bú, cứ nhõng nhẽo hoài. Chắc tại vì bác cưng chứ gì. À mà thôi, để em về nghe, hôm khác sẽ gặp. Anh ăn cơm rồi đi dạy học đi. Nhớ chiều mai đừng để anh đợi à nghe. Được rồi, em sẽ cố gắng mà. Em đi nghe. Nghĩa à, chị về nghe. Lớn rồi phải ngoan nghe chưa. Dạ. Nghĩa, vô ăn cơm đi. Trưa rồi. Nè, từ rày nhớ không có được phá anh như vậy nữa à nghe. Ai phá hồi nào đâu. Không phá. Không phá mà mỗi lần anh với chị Thu Tâm nói chuyện, em không chọc phá thì em cũng hù, không thì chọi đá nhát ma đủ điều. Em ghẹo chút chơi mà anh cũng... Nghĩa, Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con lắm con ơi. Thằng Nghĩa nó đứng trước mặt của em kìa. Nghĩa, Nghĩa đâu? Nghĩa, lại đây con, lại đây. Bà đó kêu ai vậy? Kêu thằng Nghĩa em của con. Nghĩa, mẹ con đó, hãy lại với mẹ con đi con. Bà nội, bà này là cái bà ngày nào cũng ngồi quán gì sao đó nội. Bà nội, anh hai, sao người đó lại là mẹ con? Nghĩa, má là má của con đi nè. Má ngồi quán bà Sáu để thấy mặt con, nhưng mà má không có dám kêu. Nghĩa, con lại đây, con của má, con lại đây nè. Con coi hình con hồi nhỏ nè. Con tôi, nó cười xinh xắn làm sao. Trả con tôi lại cho tôi. Trả con cho... Trả con tôi lại cho tôi. Dì Huệ. Không tôi đâu. Trả... Trả con tôi. Nguyệt. Dì Huệ. Bé Nghĩ lúc 2 tuổi. Dì... Dì ơi. Để dì con nằm yên. Qua cơn xúc động nó sẽ tỉnh. Ba, chuyện này là sao hả ba? Dũng, con đâu có biết mười mấy năm qua ba dập dồn đau khổ khi nhìn thằng Nghĩa có mẹ mà cũng như không. Ba này là người yêu dấu của ba. Gặp nhau ở xa giang trên một chuyến đò, không tiếng hẹn hò mà nên duyên. Lúc đó ba mắc bệnh ngặt nghèo mà phải
thành kiến cổ xưa hủ lậu của gia đình, nên nỗi đã đang tâm chia rẽ mối duyên tình, chứ nào phải tại má con đâu. Ba, trời ơi, con đâu có ngờ đời ba gặp phải cảnh ngộ thương tâm nhiều xót xa cay đắng. Tình yêu gian dở nào khác chi chức nữ ngữ lang cách trở bên ngân hà. Đã 10 năm dài ba chôn dấu tâm tư u quốc, có xót xa nào bằng sống mà chia biệt sống tư. Tu tâm ơi, anh quá vô tình nóng nồi, em hãy thư tha cho những việc anh. Dùng ơi máu chảy ruột mềm, dầu bao nhiêu giống tu phụ vàng, thì em cũng phải vì việc của em mà cam chịu. Tất cả đều do định mạng, xin anh chớ vì đó mà phải bận tâm. Tâm, anh xin lỗi. Để anh đi rước bác sĩ. Con đi nghe ba. Má, con của má nè, má. Ai mới nói đó? Má ơi, con nè, Nghĩa nè má. Nghĩa, con của tôi nè má. Tôi cảm ơn trời Phật, tôi sung sướng quá. Nghĩa ơi, con có thương má không con? Dạ, con thương má lắm má. Má, má hãy về với con nghe má. Nghĩa ơi, má rất thương con. Con là nấm ruột của má mà. Tại má nghèo, cho nên má phải xa con. Con có giận má không con? Dạ không. Con không giận má. Tại bà nội bắt con, bắt má phải xa con. Bà nội ác lắm mà. Nghĩa, con đừng nói vậy mà có tội. Nếu bà nội không thương con, thì nội đâu có nuôi con có được ngày nay như vậy. Má, cảm ơn em. Má có nghe không hả má? Má nghe hết rồi. Má có tội lớn lắm. Nguyệt ơi, tha thứ cho má nghe con. Má không có tội. Người mẹ nào cũng xử sự như vậy mà thôi. Anh đây nè. Em chỉ tiếc là mình sống bên nhau quá ngắn ngủi. Nghĩa. Má đi con. Má ơi, má đừng bỏ con. Má ơi. Nghĩa ơi, chị đừng bỏ cháu mà chị. Nguyệt ơi, 10 mấy năm anh sống trong đau khổ. Em đừng bỏ anh, Nguyệt ơi, em đừng bỏ anh. Chị đừng bỏ cháu mà. Em vui lắm. Em vui lắm mà. Hả? Cô nói, cô nói cái gì Thu Nguyệt? Tôi không biết. Thu Nguyệt.
nào vậy nội? Nghĩa. Dạ. Con nói thơ gì đâu, con lượm đưa cho nội coi coi. Mau lên. Anh hai xé hết rồi nội à, không còn gì nữa đâu. Thôi, con đi kiếm ba con về đây. Lẹ lên. Nghĩa à. Gì vậy nội? Con làm sao tìm được địa chỉ con nhỏ hồi nãy á, là con tìm gặp ba với anh hai con liền. Không, đi đi con. Tìm được á, nội cho con tiền mua đồng hồ như của thằng Quang vậy á. Không, giỏi. Dạ, khó khăn gì đâu nội. Con lại nhà chị Bích, bạn của chị Tâm á, là tìm được ngay à. Bà nội đi với con nghe nội. Đi nội. Phen này á hả, họ hết xem con là con nít nữa à. Nội lên, con chở nội đi. Thôi, té chết. Không có té đâu, con lái hay lắm mà. Thôi được rồi. Sáu à, ra đóng cửa lại. Tỉnh lại đi em. Anh đã chờ đợi tiếng nói của em mấy ngày nay rồi. Nguyệt. Tâm ơi, con đem bé Nghĩa về đây cho dì. Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con. Nghĩa ơi. Thu Nguyệt, em tỉnh lại đi. Con Nghĩa nó sắp về tới rồi. Em ráng mở mắt nhìn xem ai đây nè. Nguyệt, bố em không nhận ra anh à. Anh là Hùng, chồng của em nè. Em nhớ không? Hùng, chồng của tôi. Không phải chim bao đâu, đây là sự thật. Hùng chồng của em đây. Hãy ráng mạnh để cha con chồng vợ mình được gần nhau. Nguyệt, em muốn gặp bé Nghĩa. Em nhớ nó. Em sợ không thấy mặt nó. Nguyệt em. Mình ơi, lòng tràn đầy đau thương. Con của tôi xa rời mẹ thương nuôi. Mười năm biết bao nhiêu sầu, bao ngấn lệ nhiều dài cay đắng. Mong ngày con lớn khôn, nhưng sinh Tâm đi rước nó rồi, nó sẽ tới đây mà. Thằng Nghĩa nó sẽ tới đây. Còn mẹ? Mẹ cũng sẽ tới với Nghĩa. Còn em muốn nói má thằng Dũng phải không? Bà đã mất 5 năm rồi. Mất 5 năm. Anh ở vậy nuôi con và đi tìm em khắp nơi. Má mất rồi, em bỏ đi. 2 năm nay nhớ thằng Nghĩa quá nên em mới về ở với Tu Tâm. Em muốn gặp con trước khi em lìa bỏ cõi đời. Nguyệt, em đừng nói dài. Trót đã hy sinh cả đời mình vì anh em đã dở dàng
lỡ làng xuân thắm đến nay tại ngủ sao những ngày buồn thương gió giông qua rồi con mình khôn lớn em nên vui sống đời ngày trùng quang em mau quá anh sẽ đi rước bác sĩ nha đừng rước bác sĩ gặp con cho em gặp con là em vui rồi Nguyệt Nghĩa ơi cho em gặp mặt con đi mình anh đi rước nó liền đây anh đi rước nó liền đây ok có gì kỳ vậy Tâm thằng Nghĩa đâu bác đi về đi hãy để cho dì cháu tôi được chết trong sạch ở đây chứ đừng để người ta nhục mạ thêm nữa mà có việc gì cháu hãy nói nhỏ cho bác biết dì con đang mệt đó có lẽ số dì cháu phải chết trong bất hận hãy để dì chết mà yên hơn Tâm cháu nên thương bác đừng làm rối trí bác nữa có việc gì cháu cứ nói cho bác nghe xấu hổ lắm bác ạ con không chịu nổi đâu Tâm con thương thằng Dũng không lẽ con không thương ba sao ba con khổ quá ba nội trời ơi thật là khốn nạn mà kìa anh Dũng giang ra Dũng mày làm cái gì vậy hả ba còn hỏi nữa hả con đã đọc thơ rồi anh còn chê em là con nít nữa thôi không có em thì ai tìm ra cái chỗ này đó ông thấy chưa cả gia đình ông đều như thế đó xem giá trị của một kẻ nghèo như đánh giá một con chó tôi mời mấy người đi ra khỏi nhà tôi cho dì cháu tôi được yên cô dám đuổi tôi à nếu cô thủ phận nghèo thì đừng có quyến rũ ba tôi thì ai dám động đến cô chứ khốn nạn ba mày nói cái gì vậy mày đọc hết thơ chưa tại sao mày có học mà xử sự như đứa lưu manh vậy vô nhà này không thấy người bệnh nằm kia sao hả ba ai vậy cháu Tâm anh hùng ơi anh đây thằng Nghĩa nó đến chưa trời ơi con Nguyệt nó ra nông nỗi này sao đó con tôi đâu ai cũng nói mình là đồ con nít để kỳ này mình theo dõi cái chuyện này mình nói lại cho nội nghe mới được ủa thơ của ai vậy nè làm gì đó Nghĩa ủa ba đâu rồi còn thơ gì đó Nghĩa kìa anh hai em đố anh biết thơ gì nè còn nít mà bày đặt thơ từ đưa đây không tao mét ba bây giờ á có bà nội ở trên lầu anh nói chuyện nhỏ nhỏ đừng có nói lớn bà nội nghe ý bà nội lên hả để anh lên mừng nội anh khoan lên đã em nói chuyện cái thơ này cho anh nghe ngộ lắm gì ngộ đâu nói lẹ đi thì em nói anh thưởng cho em nghe lúc này sanh chứng dữ lắm rồi nghe bài đặt làm tiền anh nữa hả đâu có đâu tại cái chuyện này đáng thưởng em mới nói chứ bộ đố anh biết ba đi đâu anh hỏi vụ cái thơ em chưa nói mà em nói lảng sang chuyện ba coi chừng bị anh đánh đòn bây giờ anh hai này nóng quá thuộc chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ hồi nãy chị Tâm lại đây nè chị Tâm lại đây lại hồi nào mới đây nè em thấy hả ba nói nhỏ với chị chuyện gì đó hả ba nói nhỏ với Tâm ủa ba đâu có biết Tâm hồi nào mà nói nhỏ cả lầm nữa em thấy ba với chị Tâm nói chuyện nhau thân mật lắm cái ba kéo chị Tâm đi bỏ quên cái thơ này nè gì mà kỳ vậy kìa anh đọc đi coi thơ đi chứ em á thì em biết tại sao mấy hôm nay ba về trễ rồi đó nha tại ba bận đi với chị Tâm đó ông già coi vậy chứ ghê lắm đó Nghĩa nói bậy bạ
Đánh gì đâu mà đánh hoài à. Lên mép bà nội cho coi. Anh thương, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em không thể nào quên anh. Trời ơi, anh, em, kỷ niệm em đẹp như vậy là sao? Bà, Tâm, hai người thân yêu của tôi. Gì mà đánh em vậy Dũng? Ủa, anh mới đây mà. Ủa, vậy nó đi đâu rồi? Nó có biết nội lên đây không mà nó đi vậy? Hả? Dạ biết. Hồi nãy anh định lên nội á, cái con chận lại, con nói chuyện ba với chị Tâm cho anh nghe, cái anh đánh con à, rồi anh bỏ đi luôn á. Nó không hiểu gì hết. Tại sao con nói chuyện ba con với chị Tâm nào đó mà nó lại đánh con? Tại chị Tâm là bồ của ảnh. Hồi nãy chị lại đây nè, cái chị nói gì với ba đó con không có nghe. Cái con thấy, con thấy bà nói nhỏ với chị Tâm, rồi kéo chị Tâm đi luôn à. Mày nói cái gì? Con bồ của anh hai mày lại nói nhỏ với ba mày rồi rủ đi phải không? Dạ. Phải không? Hay là mày bày đặt, mày bày đặt mày nói chuyện như vậy hả Nghĩa? Dạ, không có đâu. Con mà nói láo hả, cho bà bắn con đi. Thôi thôi thôi, đừng có thề, thằng quỷ nhỏ. Trời ơi, sao tôi lại vô phước như vậy? Hết thằng cha rồi lại đến thằng con. Nhưng con có thấy thật rõ ràng, hay là tớn sát rồi đặt điều nói bậy? Ba mày nói giận mày sẽ ăn đòn. Bà nội ơi, con thấy rõ ràng mà, có bức thơ trên bàn chị Tâm gửi cho ba. Trời ơi, không biết kiếp trước tôi có làm chi đến tội mà gian nan khổ sở với gia đình này. Bồ của con luôn cả của cha là hết nói rồi, cái dục này biết rửa mấy sông đây. Con không có à nghe. Thôi, để con đi kiếm anh hai về cho nội nha. Mày kiếm luôn cái thằng cha của mày về cho tao. Tao nói ba điều bốn chuyện với cha con nó, rồi tao kêu người ta tao bán hết sự sản này, thà cho hội phước thiện hay là cúng chùa cúng miễu còn có ít hơn nữa à. Ôi, nội bán cái gì thì bán á, nhưng mà nội đừng có bán xe con nghe nội. Bán luôn, bán hết. Săn nhớt mắt tối ngày á, mày lượn tới lượn lui ai mà chịu nổi. Đi. Sáu à. Dạ, thưa bà kêu con. Mày ở nhà, mày thấy cậu mày hay thằng Dũng dẫn ai tới đây không? Thấy không? Dạ, tối ngày con lúc thúc đằng sau bếp á, ít lên nhà nên thành ra không có biết. À, hồi trưa này nè, con nhớ rồi đó, có một cái cô tóc dài nè tới đây nói chuyện với em Dũng á. Rồi một hồi em Dũng đi. Thì cũng cái cô đó, con thấy nói chuyện với cậu con đó. Lộng quá rồi ha. Thời buổi này tao hết biết nổi rồi. Thôi, mày vô mày lo công việc đi. Mày xách cây chổi lông gà đem ra đây cho tao. Dạ. Dạ. Cô kiếm ai? Dạ, thưa bác, cháu kiếm em Nghĩa. Kiếm Nghĩa hay kiếm anh nó? Dạ, cháu kiếm em Nghĩa, tại vì... Cô nín đi. Sao à? Sao? Dạ. Phải con nhỏ này không? Dạ phải. Dạ, cháu kiếm em Nghĩa có việc cần. Mà không có em Nghĩa thôi cháu về. Dạ xin phép bác cháu về. Đứng lại. Cô biết tôi là ai không? Dạ tôi là mẹ của thằng Hùng, là bà nội của thằng Dũng nè. Dạ thưa. Khỏi bẩm gì hết. Bây giờ tôi muốn cô trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, con xin bà cứ dạy. Cô hành nghề bao lâu rồi? Dạ thưa bà, cháu còn đi học ạ. Còn đi học? Dạ. Vậy thì cô mang lớp nữ sinh để hành nghề chứ gì, phải không? Dạ, con có làm gì đâu. Má con nghèo, nhưng vẫn lo buôn bán nuôi con mà. Tôi nói cô cứ làm bộ không hiểu. Tôi nói thẳng là cô làm cái nghề chơi bời. Hả? Cái nghề làm đếm đó cô biết chưa? Bà, trời ơi, sao bà lại nói cháu làm? Thôi, đừng có làm bộ nữa. Phải cô quen thằng Dũng cháu tôi không? Dạ phải. Rồi mới đây cô đến gặp ba thằng Dũng phải không? Dạ, cháu gặp là để cháu. Để cô gửi thơ cho nó nữa chứ gì, phải dạ, không? Dạ không phải, đó là thơ. Thơ tình. Cô còn nhỏ mà cô sành sỏi lắm.
làm tình với thằng con đã, rồi cô cặp bồ với thằng cha. Tôi phục cô lắm. Nhưng thằng Hùng nó đâu có tiền mà cô mong lợi dụng đục khoét. Bà, cha mới bị lớn mà đã học đóng tuồng sớm ôm lữ bố hen, tối về ôm đổng công rồi ha. Trời ơi, thưa bà, bà không được sỉ nhục tôi. Tôi tuy nghèo nhưng tôi không làm những việc khốn nạn như vậy đâu. Tôi thấy rõ ràng nè, cô nói nhỏ với ba tôi ha, đừng có chối nha. Ba tôi ghét bỏ tôi là cũng tại chị. Anh hai tôi bỏ nhà đi là cũng tại chị luôn đó. Thấy chưa, thấy chưa con hồ ly tinh. Đi, đi cho khỏi nhà tao, không thì chổi chà tao quét tao lia bây giờ. Đi. Trời ơi, đau đớn nhục nhã lắm nè trời. Chị Nguyệt ơi, chị có tội tình gì mà gặp phải cái gia đình như vậy nè. Là quê thiệt là quê à. Nè, em còn đi học, đừng có chen vô chuyện. Người lớn với nhau như vậy không tốt đâu à. Vậy thì em mét với ba chuyện này, không chen vô cũng tốt, em đâu có sợ gì. Ý, đừng có mét ba, anh chỉ nói chơi. Em đừng... Anh Hùng, Hùng ơi, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em trước sau vẫn giữ vẹn chung tình. Cái ngàn đắng thì cũng 10 năm anh chịu rai rất khổ đau. Nếu không có Thu Tâm, Thu Tâm, ai ngờ Thu Tâm là cháu của Nguyệt. Dạ, dạ thưa bác. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, cháu là bạn của anh Dũng, xin bác cứ xem như là con cháu vậy. À, cô là bạn của thằng Dũng à? Dạ. Vậy mà bấy lâu nay nó không giới thiệu cho tôi biết nữa chứ. Dạ, xin bác hãy tha lỗi, tại vì chúng cháu mới quen nhau lúc cùng học Đại học Văn Khoa năm nay thôi. Vậy à? Dạ. Ngồi đi cháu. Dạ. Thằng Dũng cũng sắp về rồi. Dạ, thưa bác, hôm nay cháu đến đây không có ý định gặp anh Dũng. Ừ. Vậy cháu muốn gặp ai? Dạ, cháu muốn gặp bác. Gặp tôi? Dạ. Có việc gì vậy cháu? Thưa bác, trước khi nói chuyện, cháu xin lỗi vô phép mà hỏi bác, bác có phải là Trần Hữu Hùng, chủ sự phòng vật liệu công ty điện lực không ạ? Cháu quen với thằng Dũng lâu rồi mà cháu không biết tên bác sao? Dạ thưa bác, nếu không có việc gì thì cháu đâu dám vô phép như vậy. Có chuyện gì quan trọng mà cháu phải hỏi rõ tông tích của tôi như vậy? Thưa bác, bác hãy tha cho cháu tội vô phép đối với bác. Vì cháu là bạn của anh Dũng, đáng lý cháu không có quyền hỏi bác như vậy. Nhưng mà tại vì cháu nhận sự ủy thác của một người
nên cháu phải hỏi cho rõ. Dạ, nhưng mà như vậy là đúng rồi phải không bác? Phải, tôi là Trần Hữu Hùng, làm ở công ty điện lực cả 10 năm rồi. Mà người muốn tìm tôi là ai vậy cháu? 14 năm xưa, người ấy ở tại Sa Đéc, trong một căn nhà lá nhỏ nhưng khang trang sạch sẽ, có vàng hoa thiên lý. Thu Nguyệt, cháu, hiện giờ Thu Nguyệt ở đâu? Bác, thì ra bao nhiêu năm nay bác vẫn chưa quên gì của cháu à? Làm sao quên được? Lên Sài Gòn một tháng, bác đã về Sa Đéc tìm Nguyệt, thì nhà hoang giường trống, không ai biết ở đâu hết. Bà Tư mất đi, chôn cất xong rồi thì dì Nguyệt của cháu cũng bỏ đi biệt tích. Mãi đến năm nay dì mới đi tìm đến cháu đó. Trời ơi, má mất mà con không có về được. Má tha tội cho đứa con rể bất hiếu này nghe má. Bác biết không, con nghe nói bà Tư mất á là vì bà Tư tức, bà Tư buồn khi dì Nguyệt giao đứa con trai cho bên nội. Tội nghiệp cho Thu Nguyệt, đâu có muốn làm cái việc cắt đứt ruột mình. Chỉ vì bác, Thu Nguyệt thương gia đình bác không ai nói dối, nên Nguyệt đã hy sinh. Không ai nói dối? Vậy vậy anh Dũng? Nó là con của em ruột bác. Cha mẹ nó mất trong cơn loạn lạc, nên bác đem nó về nuôi và xem nó như con ruột. Có lẽ cháu đã biết rõ việc của bác và dì Thu Nguyệt. Thưa bác, bác ơi, dì Nguyệt cháu mang tâm bệnh nên ngày càng heo mòn. Có lẽ dì sợ mình khó sống trên cõi trần ai, nên thổ lộ tâm tình cùng với cháu đêm qua. Thu Nguyệt nói gì? Thu Nguyệt nói gì? Thưa bác, dì muốn gặp con cho đỡ nhớ. Vì anh cam chịu đoạn trường, sương gió dạng dài tan nát thân hoài. Bây giờ cháu đưa bác tới đó đi. Dạ, dì cháu có gửi cho bác bức thơ, không biết dì cháu có muốn bác đến đó không ạ? Hơn nữa cháu thấy bác không tới là phải hơn. Tại sao vậy cháu? Tại vì bây giờ hình thể của dì cháu đâu có còn như trước nữa đâu bác. Thu Nguyệt vì bác mà điêu linh khổ sở, dầu hình thể có ra sao, nàng vẫn là người yêu suốt kiếp của bác. Bác phải gặp nàng. Không biết Nguyệt có tỉnh chưa. Còn làm gì đó? Nè, nội có hỏi thì nói ba đi làm nghe. Dạ. Ba vậy đó, không thèm để ý gì tới mình hết à.